Oppo F1S. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chỉ còn album của vị huấn luyện viên Lê Minh Sơn thiếu một bài hát và cũng chỉ còn một phần thi cuối cùng. Liệu sự liều lĩnh của vị huấn luyện viên Lê Minh Sơn sẽ nhận được câu trả lời như thế nào? Hãy cùng điểm lại các tài năng và màu sắc âm nhạc riêng đã bị khuất phục trước huấn luyện viên cá tính Lê Minh Sơn. Với em có một khả năng sáng tác rất tốt, thì ta chỉ cần ngắn gọn thôi, chỉ một chút thôi và tôi biết em có thể làm được điều. Ca khúc Ông Bà Anh của tác giả Lê Thiện Hiếu, ca khúc Người Mù của tác giả Bùi Carol, ca khúc Không Giờ của tác giả Phạm Trần Phương. Thật ra với những người làm nghề như bọn tôi thì chỉ qua vài giây thôi là tôi biết là em sẽ đi được đến đâu và cái bài hát của em nó sẽ dẫn người ta đến đâu. Em đừng lo, có Lê Minh Sơn lo cho em rồi. Tôi nghĩ là nếu em về với nhạc sĩ Đức Chí thì bài hát của em còn dài gấp 3 lần như thế này. Nhưng với tôi thì nó sẽ chỉ vượt khoảng 3 dòng thôi, em lựa chọn. Ca khúc Điều Em Muốn của tác giả Tia Hải Châu, ca khúc Con Thuyền của tác giả Việt Dũng, ca khúc Sa Rang Hê Dô của tác giả Trách Nguyện, ca khúc Chỉ Mong Cơn Mưa Tới của tác giả Hoàng Minh Quý. Mặc dù là tôi vẫn chọn em nhưng mà tôi nghĩ rằng là thực sự em cũng phù hợp với cả Lê Minh Sơn. Cảm ơn Giang Son rất nhiều. Cảm ơn anh Đức Chí, cảm ơn Hải Phong. Và thôi chúng ta không tranh luận nữa mà em về với đội của anh. Cảm ơn em. Em chọn anh Lê Minh Sơn. Anh Lê Minh Sơn à? Anh Lê Minh Sơn ạ. À? Chàng trai tiếp theo cũng chính là thí sinh cuối cùng của vòng ghi âm. Kết quả cuối cùng sẽ ra sao? Xin chào tất cả mọi người. Mình là Bùi Hoàng Nam Đức Anh. Năm nay mình 26 tuổi. Ngay từ khi còn nhỏ mình đã có một niềm đam mê vô cùng lớn đối với nghệ thuật. Đến năm cấp 3 thì mình đã quyết định rằng mình sẽ theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Khi mà mình quyết định như vậy, trong gia đình mình chỉ có mẹ và các chị là những người ủng hộ mình. Bố của mình thì tuy ông không nói ra nhưng mình biết rằng ông không ủng hộ quyết định này. Tại vì từ trước đến giờ thì trong gia đình mình không có một ai theo nghệ thuật cả. Sau khi mà học năm thứ 3 của trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì mình đã quyết định phát hành một album. Tuy nhiên, theo đánh giá của mình đó là một album không thành công. Và khoảng thời gian sau đó là một khoảng thời gian khá là khó khăn đối với mình. Mình đã mất nhiều đêm để suy nghĩ xem mình cần làm gì. Và mình đã nghĩ rằng mình đã đến lúc trưởng thành, đã đến lúc phải suy nghĩ đến trách nhiệm của bản thân đối với gia đình cũng như những người thân của mình. Vậy nên mình đã tạm gác lại niềm đam mê âm nhạc của mình để chuyển hướng sang một lĩnh vực mới, đó là lĩnh vực kinh doanh. Và khi mà công việc ổn định rồi thì mình quay trở lại với âm nhạc, quay trở lại với những dòng cảm xúc, những giai điệu của mình. Thông qua ca khúc Thủy Thần thì mình muốn có một vài lời nhắn nhủ với các bạn. Chúng ta hãy yêu và hết mình vì tình yêu. Ngày hôm nay mình đến đây cùng với bố của mình. Và đối với mình thì đây là một điều vô cùng đặc biệt. Mình muốn hôm nay sẽ làm thật tốt như một lời khẳng định với bố mình rằng mình có thể làm được. Và hy vọng rằng bố sẽ có thể hiểu và ủng hộ mình trên con đường mình đã chọn. Can I come try there?
Đức Anh. Cái sự chờ đợi của tôi thật là thú vị. Thật ra tôi còn đúng một sự lựa chọn. Và tôi đợi đến tận cùng. Nếu như tiết mục này mà thật sự là không thỏa mãn đến mức độ mình bung lụa, bung tóc ra, thì chắc là bị ban tổ chức cũng phạt. Bởi vì không đủ thí sinh. Anh cảm ơn em, sự chờ đợi của anh suốt từ sáng giờ. Em viết về Sơn Tinh Thủy Tinh. Và em viết về Sơn Tinh Thủy Tinh thì anh là Sơn Tinh rồi đấy, em về đội em là đúng rồi. Anh mời em về. Bạn giới thiệu một chút đi trước khi chúng tôi nói vài lời. Em xin chào tất cả 4 vị giám khảo cùng tất cả mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay. Em tên là Bùi Hoàng Nam Đức Anh. Năm nay em 26 tuổi. Tôi thú thật là tôi đã đủ sức cho cái album 8 bài hát của mình rồi. Nhưng mà tôi vẫn phải bấm, bởi vì bạn hoàn toàn xứng đáng. Cái cách bạn viết bài về phần ý tưởng thì nó rất là hay. Tôi thích những cái bài mà nó tôn vinh cái giá trị văn hóa của đất nước chúng ta như vậy. Và cái hay nữa là cứ mỗi đoạn bạn lại khác, mỗi đoạn bạn lại khác. Và tôi không có bị chán. Tôi bấm bạn ngay ở đoạn thứ 2. Tiết mục của bạn rất hay, bài hát rất hay. Cảm ơn anh ạ. Thật ra thì em làm cho anh phấn khích. Mà trước cái đẹp và trước những cái giọng hát hay thì anh đều rất là phấn khích thôi. Cái vấn đề em đặt ra rất là thú vị. Đây là một cái bài nhạc rock mà đầu tiên có một cái tư tưởng mà anh thấy xứng đáng để cho anh chờ đợi cũng như mọi người phải cảm thấy là òa vỡ theo em. Tất nhiên là mình nếu mình phân tích vào góc độ gọi là sâu sắc về cái câu chuyện là mình hát như thế nào hoặc như nào thì nó còn là nhiều chuyện lắm. Chính vì thế thì mình về đội thì mình sẽ làm việc sau. Tôi cũng giống như anh Hải Phong là tôi cũng hết suất. Nhưng bởi vì thật sự bạn là một nhân tố mà tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng đang tìm kiếm. Hoàn toàn bạn là một gương mặt mà chúng tôi nghĩ rằng là có thể sẽ là một cái gì đó rất là đặc biệt trong cái chương trình này. Và tôi chúc mừng về điều đó. Em muốn nghe câu chuyện của bạn về bài hát này. Câu chuyện này nó dựa trên một cái sự liên tưởng, câu chuyện của bản thân em. Cách đây khoảng một vài tháng thì em có thích một cô gái. Nhưng mà khá đáng tiếc là cô này đã có bạn trai rồi. Lúc đấy thì trong em nó nhiều những cái cảm xúc nó giằng xé. Và em chợt nhớ đến câu chuyện là Sơn Tinh Thủy Tinh. Và em cảm thấy vô cùng đồng cảm với cái nhân vật Thủy Tinh này. Và đó là cái lý do mà cái ca khúc này ra đời. Đúng, chính vì anh cũng nhận ra em là Thủy Tinh. Đâm ra anh chính là Sơn Tinh đây. Nhá, cảm ơn em. Đối thủ này nặng ký anh chứ hả? Tôi cũng thú thật là tôi cũng đã hết suất. Nhưng mà tại sao tôi vẫn ấn gạt cần? Tôi cảm thấy bạn là một cái nhân tố mà rất là phù hợp với chương trình Sing My Song này. Và quả thực bạn là một cái kết rất là tuyệt vời cho cái đêm hôm nay, cho tất cả mọi người. Tôi nhất định phải gạt cần. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đầu tiên em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả 4 vị giám khảo. Và đặc biệt là anh Lê Minh Sơn. Thực sự để em đứng ở phía đằng trong kia tiết mục cuối cùng nên cảm thấy rất là hồi hộp. Và khi lên đây thì có thể do hồi hộp nên là đôi khi có lúc không được tiết chế về mặt cảm xúc. Nhưng mà anh Lê Minh Sơn vẫn quyết định chọn em và em vô cùng cảm ơn anh Sơn. Anh phải cảm ơn em bởi vì cái sự chờ đợi anh cũng vẫn đang hưng phấn em ạ. Anh mắc bệnh hưng phấn, anh nói nhiều lắm. Thật sự là cái sự chờ đợi của anh suốt từ sáng đấy. Anh hôm nay số đỏ. Cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Xúc động quá. Chứ cái xúc động là lại nói nhiều. Và cũng thay mặt chương trình Sing My Song, cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn. Và thật sự là cảm ơn khán giả và cảm ơn các thí sinh, những người mà làm nên một cái thành công rất là lớn cho một cái chương trình như này. Và đặc biệt là rất là xúc động trước khán giả, bởi suốt cuồng nhiệt suốt. Ai cũng vỗ tay một lần nữa, cảm ơn các quý vị khán giả rất nhiều. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, một đen một trắng. Em là Thủy Tinh, anh chính là Sơn Tinh. Như vậy là với ca khúc Thủy Thần, chiến binh cuối cùng của đội huấn luyện viên Lê Minh Sơn đã lộ diện. Đây cũng chính là ca khúc khiến cho ba vị huấn luyện viên còn lại dù đã đủ thí sinh nhưng vẫn phải gạt cần để thể hiện sự phấn khích của mình. Thủy thần của Sơn, đúng là Sơn Tinh. Anh Sơn rất là tinh nên là Sơn Tinh. Cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Sa, cảm ơn các anh ban nhạc. Lại một đêm nữa chúng ta MC luôn bùng nổ. Cảm ơn huấn luyện viên. Tôi tên là Sơn, ngồi cạnh Son. Hôm nay tôi đỏ quá. Cảm ơn anh Chí. Lê Minh Sơn ngồi cạnh Son nên là rất đỏ. Anh Sơn tinh.